Chiều ngày 25 tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn, 38 tuổi, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên gây ra và tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam. Theo cáo trạng, Tuấn là công nhân ở xưởng tái chế nhựa của ông Trần Văn Trúc ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Do bức xúc về việc chưa được ông Trúc thanh toán tiền lương, nên trưa ngày 22 tháng 7 năm 2020, Tuấn chuẩn bị một khúc cây cà phê khô, một con dao rọc giấy, rồi ngồi trước cửa nhà đợi vợ chồng ông Trúc đi về để nói chuyện. Một lúc sau, ông Trúc về, giữa Tuấn và ông Trúc đã xảy ra to tiếng. Thấy ông Trúc cầm cây xà beng lao đến, Tuấn cầm đoạn ống nhựa đánh vào vai trái, dùng tay phải dì cổ ông Trúc xuống, tay kia cầm dao cắt cổ ông Trúc 3 nhát. Được mọi người can ngăn, Tuấn cầm dao đến công an xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà đầu thú. Ông Trúc được mọi người đưa đi cấp cứu và may mắn chỉ bị thương tích 13%. Sau khi vụ việc xảy ra, Tuấn đã tác động gia đình bồi thường cho ông Trúc 30 triệu đồng và ông Trúc có làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn. Tại tòa, Tuấn thành khẩn khai báo cho rằng do bức xúc và một chút mất bình tĩnh đã gây ra vụ án. Hội đồng xét xử đã xem xét và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tuấn 3 năm tù về tội giết người.